các bạn, mình là Thúy Duy, mình là cựu sinh viên của trường đại học Tiền Giang, đồng thời cũng là học viên của Kaizen chi nhánh Tiền Giang. Trong quá trình học thì nhờ có sự tận tâm và nhiệt tình của thầy cô mà mình đã may mắn đậu phỏng vấn, và tính đến nay thì mình cũng đã làm việc ở Nhật được 8 tháng rồi. Trong công việc thì thời gian đầu mình cảm thấy rất là khó khăn vì chưa quen, nhưng bây giờ đã quen rồi thì mình cảm thấy mọi thứ rất là dễ dàng. Người trong công ty ai cũng tốt bụng và nhiệt tình, rất là tận tâm chỉ việc cho mình, thỉnh thoảng còn dạy mình học tiếng Nhật nữa, cho nên mình cảm thấy không có áp lực khi đi làm, mỗi ngày đi làm đều là một niềm vui. Tuy vậy nhưng mà trong công việc thì mình cảm thấy người Nhật rất là kỳ PC, rất là khó tính, họ rất là cẩn thận và chỉnh chu để mỗi sản phẩm cho ra đều phải hoàn hảo và đạt chất lượng tốt nhất, cho nên mình cảm thấy đó là điều mình cần phải học hỏi nhất ở người Nhật. Về cuộc sống thì mình sống ở miền quê, cho nên mình cảm thấy cuộc sống rất là yên bình, hàng xóm rất là tốt bụng và thân thiện. Các bạn trong nhóm công ty của mình thì ai cũng hòa đồng và giúp đỡ lẫn nhau, cho nên mình cảm thấy là cuộc sống hiện tại bây giờ của mình rất là tốt. Em xin cảm ơn quý thầy cô của trường Đại học Tiền Giang và trường Nhật ngữ Kaizen đã định hướng cho em để em có cơ hội làm việc ở Nhật như ngày hôm nay. Em xin chúc thầy cô có thật nhiều sức khỏe, chúc các bạn học viên, những ai chưa đậu phỏng vấn thì mau chóng có tin vui, những bạn đã đậu phỏng vấn rồi thì hãy cố gắng học tiếng Nhật và mana cho thật tốt, bởi vì đó chính là chìa khóa giúp các bạn có cuộc sống dễ dàng hơn trên nước Nhật này. Hẹn gặp lại các bạn một ngày không xa ở nước Nhật. Namaste. みなさん、おはようございます。私は、タオと申します。今年21歳です。今、日本の埼玉県に住んでいます。1年半前に、私は、凱旋天元学校の学生でした。凱旋天元は、いい学校し、先生は、親切し、それに、熱心ですね。日本語を勉強する、または、皆さんは、先生から、いろんなことをなれます。例えば、日本の文化と日本人の性格ね、先生から教わります。私は9年の9月に、面接に合格した、今年の2月に日本へ来ました。もう1年が経った、私は、いろんな経験を、なれました。例えば、日本の文化と、電車の行き方と自動販売機の使い方とかいろんな経験を、なりました。最後は皆さんに一つを、伝えたいです。皆さんは毎日、友達と日本語で、練習しまして、または日本の映画と、日本の歌ね、毎日聞きます。それで、皆さんの日本語が、毎日ますます、上手になります。最後、ありがとうございました。よろしくお願いします。Chào thầy cô và các bạn, mình là Kim Hòa, là học viên Kaizen chi nhánh Tiền Giang. Lớp mình là khóa đầu tiên C1H1 do thầy Tuấn chủ nhiệm, là lớp đầu tiên nên được thầy cô yêu thương và quan tâm. Thầy Tuấn và cô Hân luôn dành những điều tốt về cho Kaizen Tiền Giang trong từng những việc, như là luôn quan tâm bọn mình từng tí. Vì thế bọn mình xem thầy cô như là người anh, người chị. Nhớ những ngày đầu, lớp cùng thầy bập bẹ những câu nói đơn giản, cùng học bảng chữ cái, như là nhìn lại mình đã xây dựng được 9 tháng rồi. Cuộc sống bên đây thì rất tốt, tuy là hơi lạnh, xa nhà, nhưng cùng nhau trải nghiệm những điều thú vị, cùng nhau sinh hoạt, và những ngày nghỉ thì đi chơi, chụp hình các kiểu. Công việc ở công ty thì rất đơn giản và rất tốt. Đặc biệt quan trọng là quản lý ở công ty thì là vừa trẻ mà vừa uy tín. Công ty mình thì cách 2 tháng lại tổ chức tiệc một lần, 3 năm không phải là thời gian dài, nên vì thế mình phải cố gắng học được nhiều điều ở Nhật, ví dụ như là cách làm việc ở của họ, và điều quan trọng nhất là tiếng Nhật. Sang đây thì tiếng Nhật cũng rất quan trọng để giao tiếp với mọi người, nên vì thế bây giờ các bạn hãy cùng mình học tiếng Nhật đi nào. Hẹn gặp lại các bạn ở Nhật nhé. Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố, ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao êm êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ.
cuộc đời tôi là những chuyến đi dài. Suối ta vượt núi dốc, dù tranh vây có xa gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Người xung quanh ở nơi đây thật dễ bên sao mới cả. Ánh mắt lấp lánh hiền hòa chào tôi, chào người bạn mới. Đường chẳng đi dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời dạng người vẫn cao lên từ trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về. Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố, ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao êm êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài. Trưởng thành hơn, không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình. Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày nay mặt trời dạng người vươn cao lên từ trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về. Xin chào các bạn, tôi là Tuấn. Thì trước đây tôi làm giáo viên dạy tiếng Nhật tại trường Nhật ngữ Kaizen Yoshidakun chi nhánh Tiền Giang. Thì hiện tại là tôi đang có chuyến công tác tại Nhật Bản. Trong thời gian ở đây thì công việc chính của tôi đó chính là hỗ trợ cho các bạn thực tập sinh mới sang Nhật về tiếng Nhật, cũng như là giải quyết những vấn đề khi các bạn gặp khó khăn. Thì điều quan trọng nhất khi ở Nhật đối với thực tập sinh đó chính là tiếng Nhật và tác phong của mình. Cho nên là trong thời gian ở Việt Nam, khoảng chừng vài tháng ngắn ngủi đó thôi, thì các bạn cố gắng học tiếng Nhật nhiều vào và trau dồi những cái kỹ năng về tác phong cũng như là cách làm việc của người Nhật từ anh chị giáo viên, rồi từ các bạn học chung lớp của mình. Mỗi ngày dành nhiều thời gian ra cho tiếng Nhật, chúng ta phải trau dồi nhiều kỹ năng về nghe, nói, đọc, viết và đặc biệt là từ vựng chuyên môn. Ở bên Nhật thì khi mà các bạn làm việc trong nhà máy này kia thì người ta sẽ sử dụng từ vựng chuyên môn rất là nhiều, và đi ngoài đường cũng vậy, kanji viết rất là nhiều. Người ta ít viết bằng hiragana hay katakana lắm, toàn là kanji hết. Tất cả những biển báo, biển chỉ dẫn, hướng dẫn là kanji. Cho nên thời gian ở Việt Nam chúng ta phải cố gắng học thiệt là nhiều vào, thì khi mà có tiếng Nhật tốt rồi á, sang Nhật thì ở đâu các bạn cũng có thể đi được, và mình trải lòng mình hơn với những bạn người Nhật thì lúc đó mình sẽ có nhiều bạn hơn, rồi người ta sẽ giới thiệu và dắt mình đi những cái nơi mình muốn đi, rồi đi tham quan, đi du lịch vào những cái ngày nghỉ, ngày cuối tuần sau những cái giờ mà công việc mệt mỏi. Thì cho nên tóm lại một điều là tiếng Nhật và tác phong các bạn phải trau dồi thiệt là tốt ở Việt Nam, rồi thời gian 3 năm ở Nhật cũng cố gắng học tập thật là tốt để khi về nước mình có bằng N3, N2 tiếng Nhật, và cộng với
một khối những cái kinh nghiệm mà người Nhật đã truyền dạy cho mình trong 3 năm làm việc tại nhà máy, tại công ty Nhật. Rồi, thì cuối lời xin chúc cho các bạn có một chuyến thực tập 3 năm tại Nhật Bản thật nhiều thành công, để khi về nước mình sẽ là những người thật là có ích cho xã hội và góp phần nhiều cho quê hương Tiền Giang của mình. Rồi, xin chào các bạn.